kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh, Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường hay thắc mắc tại sao có những người thường xuyên gặp may mắn, có những người lại hay gặp xui xẻo. Và sau đó chúng ta sẽ đùa vui và giải thích cho nó bằng cụm từ là do ăn ở, do nhân phẩm. Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể giải thích được điều này một cách khoa học. Đó chính là thông qua cuốn sách Yếu tố may rủi của tác giả Mark Hunter. Ông là một nhà người Mỹ gốc Anh, từng làm việc cho nhiều tạp chí như Business Quiz, Time, Playboy. Mark Hunter là tác giả của 26 cuốn sách khác nhau, trong đó có Yếu tố may rủi. Chương trình Kết nối tri thức hôm nay xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách này. Cuốn sách sẽ đưa chúng ta qua một cuộc hành trình đầy những lý thuyết nổi tiếng và giai thoại về may rủi, từ giả khoa học đến các tôn giáo cổ đại, từ các nhà toán học đến ảo thuật gia. Tác giả đã cẩn thận đưa ra một vài kết luận về bản chất của may rủi và sự khả thi của việc kiểm soát nó. Quý vị và các bạn thân mến, may rủi trong cuốn sách này được định nghĩa rằng là những sự kiện ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Chính xác là như vậy, nhưng nó đôi lúc khiến người ta tin rằng may rủi là dựa vào tâm lý. Quý vị và các bạn thân mến, may rủi trong cuốn sách này được định nghĩa rằng là những sự kiện ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Chính xác là như vậy, nhưng đôi lúc nó khiến cho người ta tin rằng may rủi là dựa vào tâm linh, những lực lượng huyền bí. Nhưng cuốn sách này sẽ giúp quý vị đi tìm hiểu về sự may rủi theo một cách có logic, rằng liệu có sự khác biệt nào giữa những người luôn gặp may mắn và những người luôn gặp xui xẻo hay không. Nhưng cuốn sách này sẽ giúp quý vị đi tìm hiểu về sự may rủi theo một cách có logic, rằng liệu có sự khác biệt nào giữa những người luôn gặp may mắn và những người luôn gặp xui xẻo hay không? Có việc cụ thể nào những người may mắn thường làm hơn những người xui xẻo hay không? Những người may mắn có cách nghĩ, cách sống, cách hành động như thế nào? Những điều đó có thể học được hay không? Cuốn sách có cấu trúc 4 phần sẽ lần lượt dẫn bạn đi khám phá những câu chuyện, triết lý đằng sau sự may rủi, từ câu chuyện của những người luôn gặp may và những người luôn gặp xui xẻo, đến việc đi phỏng đoán một số bản chất của may rủi theo một vài phép thử khoa học và dựa trên một vài phép thử về huyền bí và bí ẩn. Sau cùng, đó là tìm hiểu về cơ chế điều chỉnh may rủi. Phần 1. Cơ may. Tại sao một số người lại may mắn hơn những người khác? Đây là một câu hỏi lớn, bởi nó đi sâu vào niềm tin cốt lõi của con người về chính bản thân, cuộc đời và vận mệnh của nó. Không có, chưa bao giờ có, và có lẽ sẽ không bao giờ có cùng một câu trả lời cho câu hỏi này. Một số người cho rằng họ biết tại sao lại có may rủi. Số khác đồng tin rằng những lý do như thế có thể tồn tại, nhưng họ hồ nghi liệu có thể thấu hiểu chúng hay không. Tuy nhiên, một vài người ngờ rằng chẳng có lý do nào hết. Phần 2 và phần 3, phỏng đoán bản chất của may rủi. Trong hai phần này, tác giả phân tích làm rõ những yếu tố có thể tạo ra may rủi. Thuyết ngẫu nhiên. Những người ủng hộ thuyết ngẫu nhiên luôn duy trì thái độ bình thản trước những may rủi, bởi ý họ tin rằng các mảnh ghép may mắn hay xui xẻo sẽ tập hợp lại trong một khoảng thời gian hoặc một chuỗi sự kiện, và mọi việc đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, không thể đoán định được. Có những ngày bạn làm việc gì cũng thuận lợi, và có những ngày bạn đụng đâu thì hư đó. Thuyết ngoại cảm và tâm linh.
Hiểu theo cách này, những người may mắn nhất sẽ là những người có khả năng tâm linh và ngoại cảm mạnh nhất. Nếu bạn có thể đọc tâm trí của người khác, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi và thậm chí không rõ ràng, khả năng đó sẽ cải thiện may mắn của bạn rất nhiều. Thuyết đồng phương tương tính. Học thuyết này thường không được coi trọng trong thế giới khoa học như thuyết ngẫu nhiên hoặc thuyết tâm linh. Trên thực tế, hầu hết những người ủng hộ thuyết ngẫu nhiên sẽ tranh luận rằng thuyết đồng phương tương tính không nằm trong bộ ba nỗ lực một cách khoa học để giải thích sự may rủi. Những người ủng hộ thuyết đồng phương tương tính cho rằng sự may rủi không theo khía cạnh tâm linh mà là theo khía cạnh vật lý, toán học và các ngành khoa học khác. Phần 4. Cơ chế điều chỉnh may rủi. Một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào có thể thay đổi vận may của mình? Có nhiều lý thuyết về sự may rủi và cách kiểm soát nó. Mọi lý thuyết đều có những người ủng hộ và những người phản đối. Tuy nhiên, không có lý thuyết nào có thể được chứng minh là đúng đối với những người đã chọn đặt niềm tin vào một lý thuyết khác. Cơ chế điều chỉnh may rủi là một nội dung bổ sung không thể thay thế cho bất kỳ lý thuyết may rủi nào. Bạn vẫn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, cho dù bạn tin vào thuyết ngẫu nhiên, những điềm báo huyền bí hay bất cứ điều gì khác. Bản thân nó không phải là một lý thuyết, mà là tập hợp các quan sát. Kết quả cho thấy có 5 đặc điểm nổi bật giúp phân biệt người may mắn và người không may mắn. 5 điểm đặc biệt này: thái độ đối với cuộc sống và thái độ đối với người khác, điều khiển nội tâm, cách thức trò chuyện với chính mình, được lặp đi lặp lại trong câu chuyện của những người dường như luôn tận hưởng được sự may mắn. Có thể dễ dàng nhận thấy những điều này hoàn toàn vắng bóng trong câu chuyện của những người kém may mắn. Đó là 5 yếu tố trong cơ chế điều chỉnh may rủi. 1. Là yếu tố cấu trúc mạng nhện. Những người may mắn sử dụng cấu trúc này để tạo ra các kênh cá nhân khiến may mắn có thể hướng về phía họ. 2. Là yếu tố linh cảm. Linh cảm là một phần của trí óc, có cảm giác giống như tri thức, nhưng lại không đáng tin cậy tuyệt đối. Một số người tin vào linh cảm của mình hơn những người khác. Trong số những linh cảm được cho là đúng, có những linh cảm là đúng, nhưng cũng có những linh cảm thì không. Rõ ràng khả năng đưa ra linh cảm đúng, sau đó tin vào nó và hành động theo nó, về lâu dài sẽ tạo ra may mắn. Những người may mắn là những người có khả năng này tốt. 3. Là hiện tượng Audendes Fortune Tuvat, có nghĩa là may mắn thích đến với những người dũng cảm. Nhóm người may mắn có xu hướng là người mạnh dạn. Những người nhút nhát thường là những người ít may mắn nhất. Do đó, cuộc sống của những người may mắn không phải là một đường thẳng mà là một đường zigzag. 4. Là hiệu ứng bánh cốc. Bánh cốc là một thiết bị bảo tồn hữu ích, cho phép một bánh xe quay về phía trước, nhưng đồng thời cũng ngăn bánh xe trượt về phía sau. Hãy tin rằng những người may mắn dường như thường sắp xếp cuộc sống của họ theo cách tương tự. Họ biết rằng việc mạo hiểm có thể khiến họ được hoặc mất. Ngay từ đầu, họ không thể biết bánh xe sẽ quay theo hướng nào. Nhưng nếu nó bắt đầu đi sai hướng, những người may mắn đã có sự chuẩn bị để ngăn chặn nó. Những người may mắn sử dụng hiệu ứng này theo một cách bản năng để những điều xui rủi không trở nên tồi tệ hơn. Và 5. Là nghịch lý bi quan. Khẩu hiệu vui vẻ dẫn đến may mắn là hoàn toàn sai lệch, bởi vì nó không hề đúng với hầu hết những người được đánh giá là may mắn. Trái lại, những người may mắn coi sự bi quan là điều tất yếu để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thông qua cuốn sách Yếu tố may rủi này, tác giả Mark Gunter hy vọng quý thính giả và các bạn đọc có thể kiểm soát sự may rủi, khiến cán cân may mắn nghiêng về phía mình nhiều hơn. Và để làm được điều đó, chúng ta nhất định phải thay đổi từ bên trong và cả môi trường xung quanh, để may mắn luôn mỉm cười với chúng ta. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Yếu tố may rủi tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh, Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.